bom ra chiến trường. Chồng em cô gái Lam Hồng giờ tiếng quân gào đạn rồi vẫn nghe vang vang câu hò trên đường. Niềm vui lớn hoa lan trên quê ta, đi thông đường để những chuyến xe ta băng băng qua. Chắn tay bằng tình nghĩa em vì miền Nam bao yêu.